Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Bắt đầu đi, hôm nay chính là ngày chúng ta hủy diệt đạo tộc. Đạo tộc, nơi này cũng sẽ là nơi mà các người biến mất. Trước kia đạo tộc ta thịnh vượng ra sao, bây giờ thời thanh niên nát nát. Sắp 17 năm rồi, 17 năm vẫn luôn đứng ở địa giới toàn màu đen. Cũng không biết là Khiếu Thiên và Tiểu Đạo Lăng bây giờ thế nào rồi, có còn sống hay không. Chuyện gì thế này, tiết giới bị tấn công rồi. Vậy mà lại tìm thấy rồi, xem ra trời sắp tiêu diệt đạo tộc ta rồi. Lâu rồi không gặp đạo Hồng An, còn nhớ ta không? Đúng là đã lâu không gặp, tốn nhiều công sức như vậy đã tìm ra tổ địa của chúng ta. Xem ra là đã xảy ra chuyện lớn gì đó rồi nhỉ? Bớt nhiều nào đi, hôm nay sẽ là ngày toàn tộc các ngươi bị hủy diệt. Các huynh đệ xông lên báo thù cho các huynh đệ đạo tộc đã chết của chúng ta. Dù người của đạo tộc của ta có chết, cũng không chết một cách vô ích. Biến. Giết. Lão già này cũng có chút bản lĩnh. Tiếp chiêu của ta đây. Đáng ghét, biết không thể nào để bọn chúng bắt được. Chiến thần quyền. Sao người này lại giống với Khiếu Thiên thời còn trẻ tới vậy? Chẳng lẽ là Đạo Lăng? Đạo Lăng còn sống hay sao? Cút hết cho ta. Không hay rồi, là Đạo Lăng, hắn tới rồi. Tên xúc sinh đó cuối cùng cũng tới rồi. Đừng hòng có ai chạy được. Khai triển. Chàng trai trẻ, ngươi. Là ta, Tam Sa Sa, ta về rồi. Được lắm. Tộc lão hắn là ai? Hắn là Tiểu Đạo Lăng, con trai của Khiếu Thiên, cháu trai của gia chủ Hồng Thiên. Nghe nói hắn bị cướp mất bổn nguyên, còn nói là đã chết rồi. Nhưng mà giờ hắn quay về rồi, không ngờ lại trưởng thành tới như này rồi. Tên xúc sinh nhà ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Hôm nay có ông trời cũng không thiếu được ngươi. Với đoàn tấn công đó mà muốn thắng được ta sao? Tên xúc sinh nhà ngươi chết đi. Không tốt, mau tránh ra. Mạc Thái Hòa là vương giả cảnh. Lăng không thể nào đối đầu trực diện với hắn. Đã tới lúc tính sổ với Thiên Diễn Tông các ngươi. Lão già, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Sao lại có thể? Thực lực của ngươi lại tăng lên rồi. Thân sắc mạnh quá, năng lực có thể ngang với cường giả vương đạo. Chúng ta tới rồi. May mà sớm hơn Đạo Lăng một bước. Tốt lắm, tốt lắm. Không ngờ các ngươi lại tới đây tìm chết. Vậy thì để ta tiễn các ngươi lên đường luôn. Lão già khốn kiếp lại dám coi thường bổn vương. Hổ không gầm, ngươi lại tưởng bổn vương là mèo à? Chúng ta lên giết chết hắn. Xong lần, bao vây cường giả vương đạo. Quả thực thân sắc của ngươi rất mạnh, nhưng mà đối đầu với hai cường giả vương đạo thì sẽ như thế nào đây? Thoát thái cảnh bé nhỏ, muốn sống sót dưới bàn tay của hai chúng ta hay sao? Vậy thì làm mơ tiếp đi. Đánh một người cũng là đánh, mà đánh hai người cũng là đánh. Hôm nay ta sẽ giết chết các ngươi. Tiểu Đạo Lăng, để ta hãm chân một tên. Ngươi đi đối phó với Mạc Thái Hòa đi. Được, Tam Gia Gia, cẩn thận. Bây giờ không thể nào có thể có người cứu ngươi đâu. Thân sắc của tên xúc sinh này tại sao lại trở nên đáng sợ như này? Xem ra phải tốc chiến tốc thắng thôi. Kéo dài càng lâu đối với thân sắc mạnh sẽ càng có lợi. Ám ảnh pháp tượng. Được lắm, tên xúc sinh nhà ngươi vẫn còn ở đó mà nói khoác không biết ngượng. Để lão phu xem
Một vương giả như ngươi, gan tới đâu mà lại dám đối đầu với ta? Nếu ta không chấn áp, thì ngươi sẽ không biết cường giả vương đạo đáng sợ tới mức nào. Không hay rồi, đây là pháp tướng. Cường giả vương đạo có thể kết pháp tướng. Chiến lực vốn không phải là thứ có thể ngang hàng với thoát thai cảnh. Vậy phải làm sao? Thân xác có mạnh tới đâu cũng không thể lao đến gần thi triển được. Quả thật, cường giả vương đạo rất khó để khiêu chiến vượt cấp. Năng lượng vốn không phải là cấp bậc. Xúc sinh, mau lục mạng cho ta. Lão già khốn kiếp, chỉ dựa vào ngươi mà cũng đòi lấy mạng của ta. Khẩu khí cũng lớn đấy. Vậy thì để ta xem, ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Quả nhiên, Mạc Thái Hòa không phải là người có thể dễ dàng đánh chết, phải sử dụng tuyệt chiêu. Ta thiên thủ. Tỏa thiên. Tại sao quyền lực của hắn lại tăng trưởng đột ngột như vậy? Chẳng lẽ là cơ duyên sau khi chiến thắng võ đế? Lão già mau lột mạng đi. Nhân cơ hội này, dùng đoạn kiếm lấy mạng của lão ta. Chịu chết đi tên khốn. Thanh kiếm gãy đó là một thánh khí chưa hoàn chỉnh, xem ra chỉ có thiên cơ đài mới có thể chống lại được. Thiên cơ đài. Tiểu tử, đây là thiên cơ đài phong tỏa thiên địa, chuyên khắc thánh bình. Không có bảo vật đoạn kiếm, không biết ngươi có dám lật đổ nữa hay không. Liên hệ với đoạn kiếm yếu đi rồi, rốt cuộc bảo vật này có lai lịch gì mà lại có thể cắt đứt trời đất. Thiên diễn thần thông, ngã trưởng đại đạo. Vừa rồi nếu không phải là thiên cơ đài, thì mình sẽ bị chém đứt người rồi. Phải mau chóng giết chết đạo lăng. Không tốt. Là chấn tộc thần thông của thiên diễn tông, đạo lăng cẩn thận. Đây là phù văn gì? Không giống đạo văn, cũng không giống đại đạo thần văn, giống như là phong ấn thế giới. Đạo đã tới lúc chết của ngươi rồi. Thần thông này sẽ rút hết năng lượng trong cơ thể của ta, nhưng đạo lăng cũng sẽ bị phong tỏa, không thể là phát huy bất cứ thần thông gì. Tiếp theo chỉ cần thiên cơ đài nghiền nát hắn. Cái gì? Tại sao hắn không tránh? Chẳng lẽ hắn vẫn còn có cách để trốn thoát khỏi đây? Thiên địa đại đạo bị ta phong ấn rồi mà. Thần thông này vô cùng kỳ diệu. Nếu cường giả bình thường bị phong ấn bên trong, trên cơ bản là sẽ đi vào ngõ cụt. Nhưng ta không như thế, ta có thể thuật. Không, võ vương cứu ta. Long hình đại phách. Mạc Thái Hòa bị đạo lăng giết rồi, chúng ta mau chạy thôi. Một tên phế vật. Được. Tam trưởng lão ngài bị thương rồi, mau lùi lại phía sau. Dù dùng thể thuật chém chết được Mạc Thái Hòa, nhưng mà thiên địa phong tỏa kích động thể thuật vẫn tiêu hao rất nhiều tinh nguyên. May mà đã phá hủy thiên cơ đài. Không ngờ đạo lăng vẫn chưa thành vương, vậy mà lại giết chết được cường giả vương đạo Mạc Thái Hòa. Không có thánh bình, ta có thể đánh được hắn sao? Dù thiên diễn tông xuất lực lớn, nhưng mà lại có lòng tham không đáy. Giờ Mạc Thái Hòa chết rồi cũng tốt. Nhưng mà hắn cũng đã làm tiêu hao không ít tinh lực của tên xúc sinh kia. Cũng không biết là... cũng không phải chết vối. Đưa thiên diễn tông diệt tông xem như là báo đáp hắn đi. Ta đợi trong hư không, tới giờ cũng không uổng công. Tới lúc báo thù cho đế nhi rồi. Xúc sinh, hôm nay sẽ là ngày chết của người. Đúng vậy. Võ vương vẫn chưa ra tay, đạo lăng không thể nào mạnh hơn hắn. Toàn bộ thiên diễn tông và võ điện nghe lệnh, không được chạy trốn. Theo võ vương giết chết đạo lăng. Chết tiệt, đạo lăng vừa mới trải qua đại chiến, không thể nào chống lại được cả võ vương và đại quân. Nhưng mà chỉ cần đạo lăng còn sống thì sẽ có hy vọng. Tiểu đạo lăng mau đi đi, đừng quan tâm tới ta. Để bọn ta chặn bọn chúng lại. Không, ta đã mất đi cơ hội cứu vãn đạo tộc một lần. Nhất định là sẽ không thể nào mất lần thứ hai. Năm đó võ điện các người mượn sức của thiên diễn tông truy sát đạo tộc, hôm nay còn nhân lúc nguy hiểm muốn mượn đao giết người có đúng hay không? Ta còn tưởng là ai chứ, đây không phải là cường giả đạo Hồng An trong trận huyết chiến năm đó hay sao? Ta vẫn còn tưởng đây là 10 năm trước cơ. Ngươi đã già rồi, mau cút đi cho ta. Ngươi vậy mà đã là vương giả đại thành rồi. Bây giờ ta chỉ có sức mạnh của một vương giả bình thường, vốn không thể nào so với quá khứ. Tiểu đạo lăng vẫn chưa thành vương, thì không thể nào chặn lại được vương giả đại thành.
Lão cẩu, đối thủ của ngươi là ta. Đừng vội. Vội đi đầu thai à? Vậy để ta giúp ngươi. Tốc độ thân xác của võ vương lại nhanh tới vậy, ngang với ta. Cầm long thủ. Giờ ngươi không có cách nào kích động đường tứ tượng ấn, không thể nào tránh đường cầm long thủ đâu nhỉ. Giết, bảo vệ tiểu đạo lăng. Một đám phế vật cũng dám quấy rầy ta. Lão cẩu, có bản lĩnh thì đừng khóa ta, chúng ta đấu công bằng một trận. Công bằng, trên thế giới này có nhiều chuyện không công bằng lắm. Và những thứ đó đều dựa vào trên sức mạnh. Hay là nói, thế giới này vốn không công bằng, chỉ có cường giả mới có tư cách nắm giữ tất cả. Có thể nói ra những lời ngu ngốc đó chứng tỏ ngươi cũng chỉ là kẻ yếu. Chỉ bằng hãy nghĩ xem giờ ngươi lên trốn thoát như thế nào. Sao muốn giết ta? Đến đây để ta xem ngươi có cái gan đó hay không. Giết ngươi, ta đổi ý rồi. Bổn nguyên của ngươi sẽ thuộc về ta. Võ điện các ngươi tham lam như nhau. Chỉ giáo dục võ đế thôi là chưa đủ hay sao? Giết. Sao lại có thể? Sinh tử luân chuyển, âm dương sinh tử đồ. Ta tới giúp ngươi đây. Chết tiệt. Đế nhi không có cách nào hóa giải âm dương trưởng sinh tử đồ. Cho dù là ta cũng không thể nào quay nhẹ được loại tấn công tinh thần đó. Chỉ có thể chặn lại xem sao thôi. Đạo văn ninh nhi. Con thú nhỏ màu trắng kia từ đâu ra, đuôi của nó lại có thể bắn ra kiếm mang. Không thể nào, kiếm mang lại tự động phân tán tấn công vào điểm yếu. May mà linh điêu đã đánh vào vỡ, đã đánh vỡ đạo y, âm dương đồ mới có thể phát huy. Nhân lúc võ vương đang chịu ảnh hưởng của âm dương đồ, ta sẽ dùng chiêu mạnh nhất để kết thúc hắn. Đấu chuyển tinh gì? Nhất thiên niên đạn. Chết tiệt, tốn thời gian hóa giải âm dương đồ. Vậy mà vẫn bị tên xúc sinh kia lấy được cơ hội ra tay. Giờ thì ngươi cũng không thể nào may mắn mãi được đâu. Tới lượt ta. Tên xúc sinh đáng chết, ta phải giết ngươi, tiêu diệt đạo tộc báo thù cho đế nhi. Lão già khốn kiếp. Người chết là người. Chân long song tí, đường cam đường tử. Dám dùng chân long tí trước mặt của võ điện ta, ngươi tìm chết. Cấm long thủ. Cút đi cho ta. Đại thành vương thật là kinh khủng, phát động ra hai đại thần thông, vậy mà cũng không thể nào làm võ vương bị thương. Chuyện gì thế này, những vết kiếm trên người của hắn đều chảy máu bằng sức mạnh của đòn vừa rồi. Đáng ghét, vết kiếm sử dụng tinh khí cũng không thể nào chữa khỏi. Cái này, ngươi ninh điều sản sinh ra thần thông gì, giống như là ấu trùng trên xương vậy. Dùng xúc sinh để trêu ta, tên xúc sinh nhà ngươi, ta phải giết chết ngươi. Phải cảnh giác đấu truyền tinh di của hắn. Thiên địa đại đạo, phong tỏa thiên địa, dùng cảnh giới để áp chế hắn,
Tiểu tử, ta phải rút xương lóc thịt của ngươi. Hôm nay ngươi cũng không thể nào ra ngoài. Bát môn độn giáp, sinh môn khai. Hắn dùng chiêu thức gì vậy? Cường độ thân xác dường như là còn nhanh hơn ban nãy. Khí tức của hắn tăng cường không ngừng, lại có thể cứng đấu cứng làm ta bị thương, vẫn nên nuôi lại phòng thủ thôi. Rồi vết thương hồi phục chấn áp hắn. Thân xác vậy mà lại có thể tăng cường nhiều năng lượng như vậy. Bí thuật này đơn giản là được thiết lập cho ta. Đây là bí thuật gì? Là bát môn độn giáp, lúc trước đạo lăng đã lĩnh hội được. Dùng bí pháp, nâng cao chiến lực cũng không phải là cách lâu dài. Ta lại muốn xem ngươi có thể duy trì được trạng thái đó bao lâu. Chém chết ngươi là đủ rồi. Không hay rồi. Sao lại có thể? Sao tốc độ của hắn lại nhanh tới vậy? Nếu ta không phải là đại thành vương thì vừa rồi đã bị đánh trúng rồi. Tiêu rồi, khoảng cách gần quá không tránh được. Viết đấu chuyển tinh gì? Chết tiệt. Chết đi cho ta. Tốc độ của tên xúc sinh này nhanh quá. Cộng với vết thương không thể nào lành lại. Cứ tiếp tục như này thương thế sẽ càng nặng. Chỉ có thể dùng thánh binh mà thôi. Thánh binh, kim sắc đại điện. Không tốt, mau tránh ra. Võ vương triệu hồi thánh binh rồi. Cả kết giới sắp bị tiêu diệt rồi. Võ vương, tốt xấu gì ngươi cũng là một nhân vật lớn. Đối phó với thoát thai cảnh lại sử dụng thánh binh. Đại hắc, tam gia gia, hai người mau đi đi. Ta có cách đối phó. Muốn chạy? Muộn rồi, các ngươi đền mạng cùng với những tên đạo tộc ở đây đi. Con đứng đó làm gì đại hắc? Mau đưa mọi người đi. Đi mau. Đừng ngây ra đó nữa. Trận chiến thánh bình chúng ta chen vào chỉ gây thêm phiền phức cho đạo lăng mà thôi. Điển xiểm, lôi mình. Được rồi, cho các ngươi nếm sức mạnh của võ điện thánh bình. Đi mau. Động thiên bạo phát. Với sức mạnh của một người kích động đoạn kiếm là rất khó. Chỉ có thể mượn vô lượng tinh khí ở trong động thiên mà thôi. Cùng với tinh khí của linh điêu. Chỉ cần đoạt kiếm có thể hồi phục một lát cũng được. Thì sẽ có thể chặn được uy lực này. Đoạn kiếm đó là thánh binh khiếm khuyết. Mọi người đi theo ta. Đạo lăng và là hậu duệ xuất sắc nhất của đạo tộc chúng ta. Chúng ta phải tin hắn. Hắn sẽ không dễ chết như vậy đâu. Trời ơi, là đạo lăng. Hắn đang đối đầu với võ vương. Đây là đạo Hồng An, một nhân vật lớn của đạo tộc. Không phải hắn chết rồi sao? Người của đạo tộc đều ra ngoài. Chẳng lẽ võ điện đang tấn công đạo tộc? Ta tới muộn. Vậy mà lại có cả thánh binh khiếm khuyết. Lần này là to rồi. Nhưng mà thánh binh khiếm khuyết của ngươi cũng dám đối đầu với thánh binh của ta. Nhìn trưởng của thằng này giống kim đài chấn ma trưởng của Vương Viêm vãi. Vậy mà lại không giết chết được tên xúc sinh này. Thánh binh của ta chỉ có thể kích động được 2-3 lần mà thôi. Nhưng mà với năng lực ở trong đạo thể, kéo dài thời gian kích động thánh binh cũng là viển vông. Lên tiện người lên đường thôi. Nếu vừa rồi không có đoạn kiếm chống lại uy lực này, chắc ta đã chết rồi. Tiếp theo phải làm sao đây? Đạo lăng muốn xê dịch bổn nguyên thánh thể. Bổn nguyên của ta khuyết thiếu, một khi tiêu hao sẽ bị thương. Có gì mà phải do dự, sử dụng bổn nguyên có chết cũng phải kéo theo võ vương. Cực đạo trùng. Không thể nào. Rõ ràng hơn 10 năm trước ta đã phá vỡ cực đạo trùng rồi. Sau đó có nghe nói phần quần này Đạo đã lấy rồi. Nhưng rồi tại sao lại lột xác thành như này? Tiếng chuông mạnh quá. Là cực đạo lột xác rồi.
Chẳng lẽ là do tiểu đạo lang tìm được? Cực đạo, theo ý ta giết chết võ vương. Chết tiệt, dựa vào ngươi mà cũng dám giết ta, đúng là làm mơ hão huyền. Kim sắc đại điện lại bị áp chế rồi, giờ không có thời gian để ý tới những thứ khác. Phải trốn thoát để giữ mạng trước, chạy. Ngươi muốn chạy đi đâu, đạo cường, áp chế hắn. Yêu rồi, vết thương trên người vẫn còn chưa hồi phục. Tốc độ của đạo còn nhanh hơn ban nãy. Hơn nữa, còn có cực đạo trung tấn công. Như này ta sẽ không thể nào tránh được. Đấu chuyển tinh di. Hai ngàn nghiên đạn. Đi chết đi võ vương. Kết thúc rồi. Võ vương chết đi. Trời ơi, võ vương thất bại rồi. Tiểu đạo lang mạnh quá, lại có thể giết chết được đại thành vương. Võ vương là vương giả trẻ tuổi mạnh nhất huyền vực, vậy mà lại chết trong tay của đạo. Tốt. 10 năm trước, rất nhiều người của đạo tộc bị võ điện truy đuổi, phần lớn là không trở về. Hôm nay, mối thù đó cuối cùng cũng đã được trả. Sau đó, Thiên Diễn Tông đánh lén đạo tộc Phong Sơn đều do võ vương đứng sau chỉ đạo. Người mà chúng ta muốn giết nhất chính là võ vương, mà đạo lang thực hiện giúp chúng ta. Võ vương bị đánh chết rồi, mau chạy đi. Còn muốn chạy, xong lần, chúng ta phải giết chết những tên từng tên một. Được, giết chết đám vương giả đó, nhân cơ hội này diệt trừ luôn người dẫn đầu. Sau này cũng dễ dàng hơn. Tên nhóc người, lần này được đắc ý rồi. Đạo cực, nhốt thánh minh kia lại. Tốt lắm, đạo cực, tốt lắm. Đạo cực đã đi theo ta hơn 2.000 năm. 10 năm trước đã xảy ra chuyện không nỡ lòng nhìn nó bị nứt vỡ, nên mới đưa nó ra ngoài. Không ngờ còn có thể gặp lại người. Hơn nữa còn là cực đạo chung của đạo lăng. Dù bộ mặt của mọi người rất là lạ lẫm, nhưng mà lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Bát môn độn giáp thực sự rất mạnh, nhưng mà nó sử dụng sức mạnh thiên địa, làm tổn hại lớn tới thân xác. Nếu không phải là chuẩn thánh chân huyết, sợ là mình đã xong đời rồi. Hôm nay giết chết võ vương, đây là lần đầu tiên ca cảm thấy có chút mệt mỏi. Con ngoan, mệt rồi thì nghỉ ngơi một lát đi. Đây là do về nhà rồi nên ta mới cảm thấy mệt nhỉ. Con đường của ta vẫn chưa đi xong, ta chưa thể nào nghỉ ngơi. Cứ điểm tụ bảo các của đạo châu. Đạo lăng xuất quan rồi. Cơ thể vẫn còn hơi yếu, nhưng mà chắc là hậu di chứng nhỉ. Dù bắt môn độn giáp đó có mạnh, lại không dễ dàng sử dụng, tổn hại vô cùng lớn đối với cơ thể. Tiểu đạo lang hồi phục rồi. Thật là nhất môn tam kiệt mà. Chiến lực của lão tộc trưởng năm đó cũng là tuyệt thế vô song. Lão tộc trưởng mất tích hơn 10 năm rồi, đạo lang gặp đại kiếp cũng không hiện thân, có thể đã không còn ở huyền vực nữa rồi. Trông giống hệt Khiếu Thiên. Đạo lang đại đệ, đệ còn nhớ ta hay không? Lúc còn nhỏ ta thường bế đệ đó. Không nhớ. Cũng không biết người này là ai. Với tuổi của cô ấy, khi đó chắc mới có 4 năm tuổi nhỉ. 4 năm tuổi bế một đứa bé. Đạo lăng, bây giờ đường tỷ đạo thanh thần của ngươi. Ta nhớ lúc 4 năm tuổi tranh bế ngươi đó, khi đó còn đánh ngươi khóc to một trận cơ. Bệnh cũ của tộc lão lại tái phát rồi. Chân người của đạo trưởng lão có một lội thương do đại chiến mười mấy năm trước để lại. Mấy năm này đạo trưởng Phong Sơn vốn không có điều kiện chữa trị, đã có một người ra đi vì bệnh rồi. Để ta xem. Ồ, khí tức sinh lực lồng quá, vậy mà lại dịu dàng hơn đan dược rất nhiều. Năng lượng này dịu dàng, năng lượng này dịu vô cùng. Hơn nữa, còn cả khí tức sinh mạng phồn thịnh, có thể điều dưỡng được bệnh của đại não.
vậy mà lại là khí tức tạo hóa, sắp hóa thành thực chất rồi. Đạo lăng so với đạo hồng chủ thiên năm đó còn mạnh hơn nhiều. Bạch Ẩn bị ép ra ngoài rồi, ta cảm thấy ngọn lửa kỳ lạ trong ngực đã bị tiêu diệt rồi. Cho ta thêm vài ngày, ta sẽ điều trị dứt điểm bệnh cho đại não. Đạo lăng còn có bản lĩnh này, lại có thể chữa được Bệnh Ẩn. Cũng chỉ biết một ít đạo chữa trị mà thôi. Đạo lăng là luyện đan sư ngũ phẩm, nhưng đã đạt được quán quân đan hội, còn bước vào cửa thứ 6 của đan thần cửu phong. Cái gì, đạo lăng đã bước vào cửa thứ 6 rồi? Đây là đan võ song tu à? Có đạo lăng ở đây, đạo tộc chúng ta có hy vọng phục sinh rồi. Nói tới đó vẫn còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của Tử tiểu thư, đã cho chúng ta mượn cứ điểm của tụ bảo các để ẩn thân, bằng không đạo tộc sẽ lưu lạc rồi. Không cần phải khách khí, ngày trước đạo lăng giúp chúng ta chuyện lớn, chút chuyện quản quân này có là gì đâu. Mấy ngày tới mọi người không được ra ngoài, võ điện sẽ không bỏ qua đâu, cẩn thận một chút vẫn hơn. Thứ này là của Lê Tiểu Huyền, Càn Dao, còn có tụ bảo các chúng ta cho ngươi. Bên trong có linh dược nguyên thạch. Những thứ này đều là nhu cầu cấp thiết cho đạo tộc ta, đa tạ. Rốt cuộc có mấy người bạn thân thiết thế, tên này có duyên với nữ nhân thật đấy. Đừng khách khí với ta. Còn có chuyện này, người thông báo động thái của ngươi cho võ điện là Nghiêm gia. Bọn họ cũng chẳng tốt lành gì, nhưng mà cũng đã tiêu diệt Thiên Diễn Tông rồi. Không ngờ thù lớn của đạo gia chúng ta lại là Nghiêm gia báo thù, lại là Nghiêm gia báo giúp. Đạo lăng giết chết Mạc Thái Hòa, Nghiêm gia giết Thiên Diễn Tông. Những tộc nhân đã mất cuối cùng cũng có thể nghỉ rồi. Người của Nghiêm gia bảo ta giao cái này cho lão gia tử. Thiên khiển đồ, đây quả thực là chí bảo đạo tộc. Nghe nói lai lịch của thứ này không tầm thường đâu, nó được truyền thừa lại từ thời Thái Cổ lận. Vậy mà lại là thiên khiển đồ, dù chỉ là khiếm khuyết, nhưng mà có tấm đồ này, chúng ta có thể xông vào đại đạo cấm địa rồi. Đại đạo cấm địa và đạo tông có quan hệ chẳng chịt chợ, chăm mớ, sớm muộn gì cũng cần đi một chuyến. Nửa tháng sau, cứ điểm tụ bảo các đạo châu. Nam gia gia, ta đấy đưa đan dược cho ngài. Mặc dù chỉ có nửa tháng, nhưng thực lực của đạo tông có thể gọi là đã chuẩn bị tốt. Toàn thể đều tăng lên, sau khi dùng đan dược, thế hệ trẻ tiến bộ nhanh chóng, người lớn tuổi cũng bài trừ được những căn bệnh tiềm ẩn. Tam gia gia thấy thế nào rồi? Nhờ có người chữa trị, thực lực của ta bây giờ đối phó với một vài cường giả vương, đối với một vài vương giả cũng không phải là vấn đề gì lớn. Tam gia gia, ngài có biết mẫu thân của ta ở đâu hay không? Ta biết ngươi sẽ hỏi cái này, mặc dù bây giờ chưa phải là lúc nói với ngươi, nhưng mà dù sao thì chuyện cũng có liên quan đến ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng nên biết. Mong mẫu thân của ngươi sẽ không trách ta. 17 năm trước, tộc địa thứ 2 của Võ Điện. Khiếu Thiên. Không ngờ Võ Vương Động lại hèn hạ như thế. Lừa ta đi tìm Dung Thần Thánh Thạch, rồi lại dùng thứ này để hại đạo lăng. Sống nên. Nhất định là phải tiêu diệt bọn chúng. Nơi đây chính là Long Mạch, quần nạ tộc địa thứ 2 của Võ Điện. Vậy mà lại bị đạo Khiếu Thiên tiêu diệt. Lại dám ra tay với Võ Điện, đạo tộc các ngươi cũng không cần phải tồn tại nữa rồi. Nếu không giết các ngươi thì không thể nào dung thứ. Mau dừng tay Võ Thương Hải. Lúc đại ca ta còn sống, tới một quả giấm ngươi cũng không dám thả. Bây giờ lại muốn hại chết tộc nhân của đạo tộc ta. Đạo Lăng là cháu trai của đại ca, lại là thánh thể ở trong truyền thuyết, nên bị Võ Điện cướp mất bổn nguyên. Tiểu đạo lang sao rồi, có thể giữ được mạng sống hay không? Võ Điện các ngươi tìm chết. Đạo tộc ta chiến đấu tới hơi thở cuối cùng với các ngươi, chỉ dựa vào lũ nhã nhép các ngươi, nếu là đại ca của ngươi thì có lẽ ta còn nể lang hắn vài phần, nhưng mà bây giờ tên đó mất tích rồi, vẫn không biết sống chết ra sao. Nói láo không biết ngượng, phải báo thù cho tiểu đạo lang, giết hắn. Võ Thương Hải, mau trả lại bổn nguyên cho đạo lăng. Chỉ dựa vào ngươi, muốn chết thì ta sẽ chiều theo ý của ngươi. Sức mạnh của Võ Thương Hải sâu không thể nào lường được, vừa rồi đối mặt trực tiếp suýt chút nữa là bị chấn áp. Chỉ dựa vào ta vốn không thể nào đối đầu với hắn. Thái Thượng Trưởng Lão, sao ngươi lại tỉnh lại rồi?
Cái đó nói sau, mau cùng ta kích động chí bảo. Cái đỉnh này là năm đó đạo Hồng Thiên đích thân đào được, có thể chống lại được Thánh Bình. Đã nghe nói từ lâu đạo tộc các người đào được một chí bảo, quả nhiên là thật. Đến đi, Kim Sắc Đại Điện. Hai ngày sau, phân thân của Thái Thượng Trưởng Lão đã kiệt sức, đã kiệt lực tạo hóa. Cực đạo chung không thể nào chống cự được nữa, chẳng lẽ thực sự không còn cách nào khác hay sao? Trận chiến với võ điện này tiêu hao rất lớn, may mà đạt được bổn nguyên thánh thể và đại đạo thánh bình. Đều là lỗi của ta, là ta hại con, hại đạo tộc, con trai vẫn chưa được cứu. Ta vừa mới dùng năng lượng của Trường Sinh Đạo Kinh để bồi dưỡng thân xác của Bảo Bảo, chắc là vẫn có thể sống được. Nếu còn tiếp tục chiến đấu, sợ là đạo tộc sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Tại sao không để ta chết? Chẳng lẽ đạo tộc lại bị hủy trong tay của ta? Khiếu Thiên, chàng đồng ý với ta, đừng nói chuyện thân xác của Bảo Bảo cho bất cứ ai. Thứ có liên quan ở bên trong rất là phức tạp, nếu bị lộ ra ngoài, không dám tưởng tượng sẽ tạo thành biến cố gì. Biến cố lớn như nào? Chẳng lẽ không thể nào bảo toàn được cho đạo tộc? Đạo Lăng nhất định là sẽ không sao. Gia tộc nào biến mất cũng được, chỉ có đạo tộc là không được. Sao bỗng nhiên trời thay đổi rồi? Là sát chiêu của võ điện hay sao? Bọn chúng sắp tới rồi. Ta không biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Ta không muốn rời xa Bảo Bảo. Lại có ai tới? Lẽ nào là người trong tộc của chúng ta? Ta đã biết cô ấy đến từ một gia tộc đáng sợ từ lâu, nhưng là lịch cụ thể như thế nào thì ta cũng không rõ. Kia là cái gì? Trời giáng thế. Là nhà mẹ đẻ của Nhược Quân. Khi đó Khiếu Thiên cứu được Nhược Quân ở trong khu mỏ cổ sâu thẳm đúng lúc đang bị truy đuổi. Hai người đã nảy sinh tình cảm rồi kết duyên vợ chồng. Chỉ tiếc là ngày thành hôn nhà mẹ đẻ của Nhược Quân không tới. Hy vọng nhà mẹ đẻ của Nhược Quân có thể cướp lại bổn nguyên của Tiểu Đạo Lăng. Dù sao thì Tiểu Đạo Lăng cũng là người nhà của họ. Cường giả ngoại vực. Sao Độ tộc lại nhận ra cường giả ngoại vực? Không thể nào có bất cứ điều gì bất chắc xảy ra vào lúc này được. Là hắn, mong rằng sẽ không có chuyện gì rắc rối xảy ra. Cô thật là khó tìm, vậy mà lại tới huyền vực. Xảy ra chuyện bất chắc. Chu Nhược Quân, ta không quan tâm cô đã xảy ra chuyện gì ở huyền vực. Bây giờ thì mau vứt cái thứ mà cô đang ôm ở trong lòng đi theo ta về. Chu Cấm, chú ý câu từ của người, đây là Bảo Bảo của ta. Cô nói cái gì? Hay lắm Chu Nhược Quân, thân là công chúa của Đại Chu Hoàng Triều ta, vậy mà lại lên duyên tạo ra cốt nhục với một tên thấp hèn. Chu Nhược Quân là công chúa của Đại Chu Hoàng Triều, còn lên duyên với người của đạo tộc. Đại Chu Hoàng Triều là hậu duệ của Thái Cổ Đại Đế, là đế tộc, huyết mạch rất được xem trọng. Công chúa ở trong tộc vốn không thể nào gả ra bên ngoài. Phải truyền chuyện này ra ngoài, Đại Chu Hoàng Triều sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Cường giả của ngoại tộc cũng sẽ hủy diệt đạo tộc. Chết tiệt, trong mắt của bọn họ đạo tộc là huyết mạch thấp kém. Chu Cấm, ngươi đừng có quá phận, Bảo Bảo của ta cũng là cháu trai của ngươi. Giữ cho sạch cái miệng của mình. Lực cười, thứ rác rưởi này cũng xứng làm cháu trai của ta. Bây giờ ta đốt nó thành tro để cho cô tỉnh ngộ lại. Nữ nhân không biết niêm sỉ như cô, đợi quay về tộc chịu phạt đi. Đủ rồi, mẹ nó. Ngươi đồ không tìm không phổi, đồ không tìm không phổi. Ngươi là tên đầu sỏ, một tên nghèo hèn thấp kém, lại dám nói lăng lỗ mãng với ta. Chu Cấm, ngươi dám động đến một sợi tóc của Khiếu Thiên. Trở về tộc, ta sẽ trả lại ngươi gấp vạn lần. Cô có tư cách đó à? Dừng tay. Ta tìm được thứ mà lộ tộc muốn, ngươi nói xem ta có tư cách hay không? Đưa thứ đó cho ta sẽ tha cho cô. Ngươi đừng nằm mơ, ta còn không hiểu ngươi hay sao, đưa cho ngươi rồi, ngươi sẽ để cho ta sống ư? Chu Cấm là thiên khung bá thể, truyền thuyết nói có thể nắm giữ thể chất của trời. Với tiềm năng của hắn, tương lai sẽ có thể cạnh tranh nhân hoàng đại vị. Nếu giao cho hắn, địa vị ở trong tộc của hắn sẽ càng mạnh hơn, sau này cạnh tranh cũng sẽ thuận lợi hơn. Chu Cấm không thể nào cưỡng lại sự ham muốn quyền lực, loại dục vọng quyền lực của nhân hoàng có ai mà không muốn. Nhưng chỉ có thứ đó mới có thể đảm bảo toàn mạng sống của Tiểu Lăng và người của đạo tộc.
cô không đưa ta, thì giờ ta sẽ giết chết thứ mà cô đang ôm trong lòng. Thứ mà Chu Nhược Quân nắm giữ là bí mật trong tộc. Nếu có sơ suất gì, nội tộc nhất định là sẽ trách tội. Tất cả những gì mình đánh đổi được đều sẽ mất. Chuyện này ta đã truyền án cho nội tộc. Nếu dám động tới ta và Bảo Bảo, ta sẽ khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn thây. Cô muốn thế nào? Cướp lại bổn nguyên cho Bảo Bảo của ta, ta sẽ đưa thứ đó cho ngươi. Công lao thuộc về ngươi. Không ngờ thứ rác rưởi kia lại là thánh thể, nhưng lại mang huyết mạch thấp hèn. Giao ra đây đi. Hoàng tử điện hạ của Đại Chu Hoàng Triều, chúng ta là Võ Điện. Không ngờ Chu Nhược Quân lại có thể hãm hắn lại. Nhưng mà chuyện bổn nguyên thánh thể trọng đại không thể nào giao ra được. Ngươi đang lấy Võ Điện ra để ép ta sao? Bổn nguyên đã dung hợp vào cơ thể của võ đế của tộc ta. Hắn có huyết mạch của một lão tổ ngũ thánh tháp. Nếu lấy lại bổn nguyên trong cơ thể của hắn, hắn sẽ chết. Gai gò, Võ Điện là gốc vốn của thánh vực, không hề yếu hơn Đại Chu Hoàng Triều. Hơn nữa chuyện này có liên quan tới ngũ thánh tháp. Với người có tính cách thận trọng như là Chu Cấm, hắn nhất định là sẽ không để ảnh hưởng tới địa vị của mình. Chắc chắn là sẽ kiêng dè. Dù như thế nào, Võ Điện chúng ta cũng sẽ không giao bổn nguyên ra đâu. Bây giờ bắt đầu khai chiến, ngươi cũng sẽ không thể nào thắng được đâu. Đây là huyền vực, tu vi của ngươi càng cao thì càng bị áp chế. Chỉ là Võ Điện nhỏ bé ở huyền vực lại áp uy hiếp ta. Người của Võ Điện, theo lệnh của ta triệu thánh binh. Võ Điện chúng ta đã tỏ rõ thái độ, ngươi có thể đấu với chúng ta, nhưng mà ngươi cũng rõ huyền vực đấy. Nếu ngươi dùng quá lực, chắc là cũng sẽ biết chết như thế nào nhỉ? Cô thấy đấy, chuyện này ta cũng không làm được. Cô giao đồ ra đây cho ta, ta đảm bảo cô không sao. Nhưng hai tên rác rưởi cạnh cô thì đều phải chết, không thể nào thương lượng. Còn cô, theo ta về tộc chịu phạt. Chuyện của công chúa Đại Chu Hoàng Triều nên duyên rồi đẻ ra huyết mạch thấp hèn không thể nào để lộ ra bên ngoài, sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Đại Chu Hoàng Triều. Hiếu Thiên mau đi đi, Tam trưởng lão. Nhược Quân, Hiếu Thiên, chăm sóc tốt cho Bảo Bảo. Tìm chết. Lại là thiên địa dựng dục trí bảo. Không ngờ huyền vực nhỏ bé lại cũng có loại đồ này. Điều kiện của ta thay đổi rồi. Ta muốn mượn cái nơi này. Hai người bọn chúng thì bỏ đi. Chu Cấm, ngươi đừng quá đáng. Có phải ngươi không muốn thứ kia nữa? Nếu đạo tộc mất đi đại đạo thánh bình, sợ là sẽ bị diệt đạo. Chu Nhược Quân, thu suy nghĩ của cô lại đi. Cô cho rằng về nội tộc rồi còn có thể giữ được cái đó hay sao? Giao ra đây đi. Nếu còn chần chừ thì lợi thế của cô sẽ ngày càng ít đi. Còn cả các ngươi nữa, nếu không giao thứ đó ra đây, ta sẽ mang về hai cỗ thi thể trong vòng nửa ngày, tiện làm cho đạo tộc các ngươi hoàn toàn tiêu tan. Đừng có thử lòng kiên nhẫn của ta, sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn đó. Đường giao thì giao, nhưng mà ngươi thải đảm bảo Võ Điện sẽ không tấn công đạo tộc nữa, đảm bảo Nhật Quân sẽ không sao. Không thể nào lấy lại bổn nguyên thánh thể rồi. Nếu không giao cái lư ra, sợ là Chu Cấm sẽ cướp mạng của tiểu đạo lăng. Chuyện của Nhật Quân, chuyện của Chu Nhược Quân không cần các ngươi phải bận tâm. Còn điều kiện kia ta đồng ý. Ta sai rồi, không nên gọi người của gia tộc tới. Nhược Quân, không trách cô cũng là vì đứa bé. Chu Cấm thì thôi đi, đạo tộc ta cũng không tốt hơn được, chỉ mong đứa bé không sao. Đứa bé nhất định là sẽ không sao. Ta có để lại một thứ ở trong nội tộc đạo tộc. Đợi Bảo Bảo trưởng thành rồi, xin ngài hãy đưa thứ đó cho Bảo Bảo. Còn nữa, đừng nói cho Bảo Bảo chuyện của ta. Nếu nó có hỏi, cứ nói không có mẫu thân. Đại Chu Hoàng Triều sẽ không bao dung cho huyết mạch ngoại tộc. Nếu sau này tiểu đạo lăng tìm ta, chết thế nào cũng không biết. Được, ta biết rồi, cô yên tâm đi.
Nhược Quân muốn rời Kha, rời xa khỏi đạo tộc. Cô ấy muốn biến mình thành quân cờ bảo hộ cho đạo tộc. Đạo Hồng An, đạo tộc các người diệt long mạch của Võ Điện ta. Võ Điện ta tuyệt đối là sẽ không để yên đâu. Có phải các người muốn chết hay không? Nếu ai dám nói một câu, ta đảm bảo Võ Điện Huyền Vực sẽ không còn tồn tại đâu. Vậy thì nói điều kiện đi. Giao chư thiên trưởng của đạo tộc cho Võ Điện chúng ta. Võ Điện sẽ không tấn công đạo tộc nữa. Dù Chu Cấm đồng ý với đạo tộc, nhưng mà hắn cũng sẽ không sử dụng bạo lực với Võ Điện. Nếu không lấy công khai được, thì nhân cơ hội này phải đền bù một chút. Không thể nào người của đạo tộc ta thà chết cũng sẽ không thỏa hiệp. Chủ thiên trưởng là mệnh căn của đạo tộc, cái gì cũng có thể mất, nhưng mà thừa kế thì không thể nào mất được. Ta thấy các ngươi là chán sống rồi, lại dám khiêu khích sự uy nghiêm của ta. Chủ thiên trưởng không tính nữa, giao đạo thiên cước ra đây đi. Đây là giới hạn cuối cùng của Võ Điện, ngươi phải cho ta giải thích lại với Võ Điện tổ địa chứ nhỉ. Người này lại là thiên khung bá thể, nếu thực sự đánh nhau với Võ Điện thì cũng không được nợ gì cả. Huyền vực này đúng là không nên đến, nơi đây dường như có thứ gì đó đang quấy nhiễu ta. Cho hắn. Chú cấm này sẽ không ra tay với Võ Điện. Chúng ta đi đi. Sau này ta còn có thể nhìn thấy bảo bảo hay không đây? Trong bụng của ta còn có một đứa bé chưa chào đời. Đội tộc có cho phép đứa bé này được sinh ra hay không? Nếu có thể, đứa trẻ này sinh ra sẽ phải đối mặt với điều gì sau khi sinh ra? Bây giờ có thể giao thứ đó ra rồi chứ? Nếu Nhược Quân dám lừa ta, ta nhất định là sẽ giết chết cô ta. Là thật. Sau đó thì sao? Ngươi cho rằng ta ngu hay sao? Nếu giờ đưa hết cho ngươi, ngươi nuốt lời thì phải làm sao? Đi thôi, quay về lộ tổng, ta sẽ đưa hết cho ngươi. Chắc sau đạo lăng lại sang đập nhau với thằng này. Khiếu Thiên, bà bảo. Chu Cấm xem đạo tộc là rác rưởi, không biết mẫu thân trở vào lộ tổng có bị trừng phạt gì hay không. Bây giờ ta chỉ muốn biết mẫu thân có sống có tốt hay không. Con trai, ta hiểu tâm ý của ngươi, nhưng ngươi phải nhớ, chỉ có cường giả mới có tư cách nắm giữ tất cả. Chu Cấm xem đạo tộc của chúng ta là rác rưởi, cho rằng đạo tộc ta là thú hoang trong rừng sâu, mãi mãi không có tư cách ngước nhìn bọn chúng. Ta nhất định là sẽ khiến cho Chu Cấm hắn phải hối hận. Đại Chu Hoàng Triều ta phải tới đó. Đi, nhất định là phải đi. Cha ngươi chắc cũng đến thánh vực tìm mẹ ngươi rồi. Đã mấy năm rồi, không về thì chắc chắn là mẹ ngươi không sao. Đây là mẹ ngươi để lại cho ngươi, bên trong hộp là tử kim thần khoáng chú thành. Bên trên được bài trí cấm chế huyết mạch, đồ ở bên trong chắc là không thể nào quay thường. Ta nghi ngờ nó có liên quan tới mục đích mà mẹ ngươi tới huyền vực. Không biết mẹ để cho ta lại cái gì. Lực huyết mạch mạnh quá, với huyết mạch của tiểu đạo năng, chắc là có thể kích động được ấn ký của đạo tộc, đạt được lực huyết mạnh duy nhất của đạo tộc. Là công pháp Nhân Hoàng Đại Đế, Trường Sinh Kinh Đạo. Đây là đế đạo, mẹ ngươi vậy mà lại để đạo cho ngươi. Năm đó có thể giao dịch với Chu Cấm thì ra là vì Trường Sinh Đạo Kinh. Đây là kinh văn đỉnh cao, đi khắp thiên hạ cũng không tìm được. Trường Sinh Đạo Kinh lại tương tự với Thôn Thiên Kinh Văn. Thứ ta nghe được ở đạo cấm địa chính là Thôn Thiên Kinh Văn. Chẳng lẽ Trường Sinh Đạo Kinh được tạo ra căn cứ vào Thôn Thiên Kinh Văn ở trong đại đạo cấm địa? Đế kinh bao hàm tất cả, bên trong có ghi chép lại 4 công pháp đoạn thể cảnh, vận ninh cảnh, động thiên cảnh, thoát thai cảnh, lại còn có cả vận dụng tạo hóa khí tức, khiến cho ta khoanh tay chịu trói. Khởi động thiên. Tốt quá, để ta xem tạo hóa khí tức vận dụng như nào. Cái này, đây là kinh văn do đại đế tạo ra, chẳng lẽ đạo long luyện thành rồi. Tam gia gia, mau tới thử xem, trường sinh khí tức này có thể chữa lành được. Đây, thương thế của ta lặng như vậy, vậy mà lại có thể chuyển biến tốt được. Nhân Hoàng Đại Đế, thật sự là bất chấp quá, lại có thể tạo ra được công pháp này. Đáng tiếc chỉ có thể đạt được một nhóm công pháp này. Trong hội còn thiếu rất nhiều. Tiểu tử,
ngươi cũng được như ý rồi. Mẹ của ngươi đã để lại công pháp Nhân Hoàng Đại Đế cho ngươi. Là đạo tổng có lỗi với Chu Nhược Quân, nếu ngày đó cô ấy đưa theo đạo lăng rời đi, có trường sinh đạo kinh thì sao mà không chữa được cho đạo lăng. Trường sinh đạo kinh là lương để lại cho mình, nhưng bây giờ mình lại ngay cả lương còn sống hay chết cũng không biết. Đúng rồi, dùng trường sinh đạo kinh có thể khôi phục bản nguyên của cháu hay không? Bản nguyên của cháu chỉ có thể tìm được thiên địa kỳ chân mới có thể khôi phục. Trường sinh đạo kinh ở trong hồn tuy thần diệu nhưng mà lại khiếm khuyết quá nhiều. Hơn nữa lúc thôi động cần tạo hóa khí tức phối hợp chữa trị, căn bản không thể nào chữa lành bản nguyên. Rồi, có thể hồi phục vết thương cũ của ta đã rất lợi hại rồi, cũng không thể nào chỉ hy vọng một phần kinh văn tàn khuyết có thể có hiệu quả nhiều công hiệu. Tam gia gia đừng lo, bản nguyên cũng có thể tìm cách khác để tu phục. Cháu chuẩn bị đi cấm địa đại đạo một chuyến, nói không chừng là có thể một phát thoát thai hoán cảnh. Hơn nữa trong cấm địa đại đạo, nói không chừng là cũng có thiên địa kỳ chân. Với thực lực của đạo tộc hiện tại, vẫn không thể nào chống lại được võ điện, mình phải mau chóng thành vương. Ngươi muốn đi cấm địa đại đạo, cấm địa đại đạo cực kỳ nguy hiểm, không chú ý một chút là lạc đường trong đó không thể quay lại. Tam gia gia, thực ra cháu phát hiện ra cháu có thể cảm nhận được trung tâm của cấm địa đại đạo, chẳng lẽ cấm địa đại đạo có liên quan gì đến đạo tộc ư? Cháu vậy mà có thể cảm nhận được, tốt quá rồi. Vậy chắc cháu sẽ không lạc đường ở cấm địa đại đạo. Đạo tộc chúng ta có tổ huấn, nếu đệ tử có thể cảm nhận được trung tâm của cấm địa đại đạo, sau khi thức tỉnh huyết mạch thì cần vào cấm địa đại đạo. Nói như vậy, cháu cũng nên thức tỉnh huyết mạch rồi. Huyết mạch? Vậy mà cháu cũng có thể thức tỉnh sức mạnh huyết mạch, không biết là huyết mạch của đạo tộc cháu mạnh, của đạo tộc cháu mạnh hay không? Trước đây chỉ nghe nói đến sức mạnh huyết mạch, lại chưa từng hiểu, không ngờ đạo tộc bọn mình vậy mà cũng có sức mạnh huyết mạch. Đương nhiên là mạnh, chẳng qua người ở đạo tộc chúng ta có thể thức tỉnh huyết mạch cực kỳ ít. Chỉ có gia gia của cháu thành công thức tỉnh huyết mạch và đi qua cấm địa đại đạo và bình an trở về. Gia gia của cháu, đại trưởng lão năm đó hay sao? Nhưng mà tam gia gia, huyết mạch này rốt cuộc là làm thế nào mới có thể thức tỉnh? Nhưng phàm là gia tộc có huyết mạch đều sẽ để lại hướng dẫn huyết thiên. Nếu máu trong cơ thể của tổ thượng đại nhân cực kỳ đặc biệt, con cháu đời sau có thể thông qua dẫn huyết thiên lấy được năng lượng còn sót lại của tổ tiên trong huyết mạch. Đây chính là sức mạnh của huyết mạch. Năng lượng còn sót lại ở trong huyết mạch để lại cho hậu nhân cũng quá đáng sợ rồi. Có lẽ chỉ có vô thượng đại lăng mới có thể làm được. Bắt đầu lĩnh ngộ dẫn huyết thiên đi. Người có huyết mạch càng thuần khiết thì sau khi thức tỉnh sẽ lấy được càng nhiều tạo hóa. Đấy là nơi duy nhất mà đạo tông có thể giúp đỡ cho đạo năng. Thằng bé là cháu trai ruột của đại trưởng lão, là con trai của Tiêu Thiên. Tin rằng sức mạnh huyết mạch của thằng bé nhất định là mạnh nhất trong tộc. Giỏi lắm, vừa bắt đầu thức tỉnh đã có động tĩnh lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn có mạnh huyết mạch của đại ca? Đây là ấn ký đạo tộc của tiểu lăng cũng sắp thức tỉnh rồi sao? Thông thường người đạo tộc sẽ thức tỉnh ấn ký khi trở thành vua, nhưng mà đạo lăng hiện tại đã bắt đầu thức tỉnh ấn ký của mình. Đây là sức mạnh của huyết mạch tạo hóa do tổ tiên truyền lại cho hậu nhân. Năng lượng thức tỉnh từ sâu trong huyết mạch thật là đáng sợ, dường như còn mạnh hơn chân huyết của chuẩn thánh. Chuyện gì vậy? Vừa rồi ta còn có thể cảm nhận được trong huyết mạch của cháu ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại, một khi hấp thụ vào cháu có thể trực tiếp trở thành vua rồi. Tam gia gia, cháu cũng muốn đột phá, nhưng mà bây giờ không có công pháp hỗ trợ, cần đến cấm địa đại đạo một chuyến để xem có cơ duyên tạo hóa mới hay không. Tổ thượng của đạo tộc rốt cuộc là nhân tài kiệt xuất bậc nào, chỉ dựa vào huyết mạch mà có thể dẫn phát năng lượng cường đại như vậy trong cơ thể. Cũng đúng. Hơn nữa cũng là lời đe của lão tổ đạo tộc. Đại đạo cấm địa các nơi đây, cách nơi đây không xa, với sức mạnh của ngươi chắc chắn là sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Được, vậy ta chuẩn bị xuất phát. Cứ điểm tụ bảo các đạo châu. Vậy chúng ta đi đây, Tam gia gia mọi người ở lại tiếp tục khôi phục nguyên khí, đợi ta thành vương quay về sẽ có thể tấn công chính diện vào võ điện, đòi lại công bằng. Quả nhiên tiểu tử này vẫn không rời xa chúng ta được. Tên đại hắc này thì không cần phải nói nhiều nữa rồi, tên béo tinh thông thôi diễn chi đạo, cơ thể của cổ thái rất mạnh, đưa bọn họ tới cấm địa sẽ khá là phù hợp. Nhất định mọi người phải an toàn trở về đó.
Áp lực này thật khiến người ta choáng váng. Giống như là một mình vận chuyển tới đại đạo vậy. Ta nhớ lần trước tới đại đạo không có áp lực như này. Từ dấu vết nối vào mà thấy, trong cấm địa có rất nhiều cấm chế đã bị mở. Chắc sau đó có người hóa giải được cơ duyên gì đó. Rốt cuộc là trên khiển đồ có lai lịch gì mà lại có thể cắt đứt được áp lực của đại đạo? Ở đây có rất nhiều cấm chế đáng sợ. Ta đoán không ai có thể sống mà đi ra đường cấm địa. Quần đang thịnh vượng, các người theo sát ta vừa đi vừa suy luận. Ồ, ngươi đã phục hồi được mảnh vỡ của thiên cơ đài rồi. Dù là phiên bản nhỏ, suy cho cùng cũng là bảo vật của thiên diễn tông. Đối với ngươi mà nói, nó như là hổ mọc thêm cánh. Những cấm địa này cũng không biết là phá vỡ như nào. Nếu như thực sự do người làm ra thì đương nhiên là thủ đoạn không tầm thường. Ta cảm nhận được mục đích của chúng ta ở hướng đông. Được, vậy chúng ta bắt đầu từ bên đó. Không thể không nói bên trong đại đạo cấm địa có rất nhiều kho báu thiên địa. Dẫu sao thì từ thời thái cổ đã là nơi chưa từng được khai phá rồi. Nhưng mà lần này tới đây là vì công pháp và Cửu Long Diệp Châu. Những bảo vật khác tạm thời tránh đi để không va phải những sai lầm không đáng có đi. Đáng ghét, sao nơi đây cấm địa vừa nhiều vừa mạnh thế? Nhiều bảo vật như thế này nhưng lại không thể nào lấy được. Cấm địa nơi đây ảnh hưởng toàn thân, nếu quấy nhiễu nó, thánh binh cũng sẽ bị chấn áp. Ta xem người còn có cứng họng được nữa hay không. Nhìn này, cây cổ thụ này nối liền với ngọn núi bên cạnh. Ngọn núi nối liền với linh tuyền lại nối liền với một cây cổ thụ khác. Kết nối với nhau, sao lại có thể, chẳng lẽ địa thế của nơi đây phục hồi được sao? Cái gì? Tên béo kia ngươi dẫn đường kiểu gì thế hả? Hình như nơi đây là tỉnh Long Cốc ở trong truyền thuyết. Sao lại có thể, thiên cơ đài lại không tính ra được đâu là cửa ra? Một trường tự biến đổi, không có cửa ra xong rồi, chắc không phải là tỉnh Long Cốc trong truyền thuyết đâu nhỉ? Tỉnh Long Cốc có phải là Long Mạch mới có thể khởi động được? Chẳng lẽ nơi đây còn có cả Long Mạch? Đều tại ta cũng không biết nơi đây là tỉnh Long Cốc gì. Không trách người, môi trường biến đổi không ai biết được cả. Nhưng mà phải mau chóng nghĩ cách ra ngoài đi. Có thể tỉnh Long Cốc sẽ chuyển động đó. Không lát nữa sẽ bị ép chết chúng ta. Thử xem có thể sẽ ra được không? Cái này vốn không có cách nào phá vỡ được, trừ khi đợt Long Nhiệt mở ra một cửa, bằng không dùng thạch binh làm lỗ. Thực sự chỉ có một cách duy nhất là cưỡng chế mở một cửa, nhưng mà không biết nếu đoạn kiếm là thánh binh khiếm khuyết thì có thể mở được hay không. Hơn nữa nếu thất bại, Long Mạch này nhất định là sẽ phản lại mạnh mẽ. Vậy thì sẽ thực sự ở lại nơi đây rồi. Đừng do dự nữa, mau ra tay đi. Nếu Thức Long Cốc lại hoạt động lại thì cảnh vật sẽ càng khó khăn hơn. Cảnh địa của chúng ta cũng sẽ nguy hiểm hơn. Đúng vậy, nhân lúc thung lũng vẫn chưa hình thành quá lâu, ta cảm giác như nơi đây càng lúc càng khó nhằn rồi. Chúng ta cùng nhau kích động đoạn kiếm, giống lần trước nhất định là có thể mở được cửa. Đường. Tốt quá, có thể mở được cửa rồi. Yêu rồi, con rồng sắp hồi phục rồi. Gai gò, con rồng sắp hồi phục rồi. Phiền phức lớn rồi đây. Chúng ta sợ là sẽ rất khó ra được ngoài. Rồng long hình đại phách của ngươi xem có thể tấn công trực tiếp vào nó hay không. Được, mọi người cùng nhau rót năng lượng vào trong đoạn kiếm. Dùng đoạn kiếm để chém trên không, vừa rồi cánh cửa đã biến mất rồi. Nhanh, chính là bây giờ. Long hình đại phách. Cái gì? Long mạch này hóa hình rồi. Sao cơ? Phiến đá này là cái gì? Vậy mà lại có thể ăn được long mạch. Mình nhớ mảnh đầu tiên của phiến đá này được tìm thấy ở Vô Lượng Tông. Mảnh thứ hai đào được từ trong nguyên khoáng. Khi nãy nó tự mình hợp thành một miếng. Dường như ấn ký ở sâu, ấn ký này sâu thêm một chút, chẳng lẽ là vì ăn long mạch. Đây là long mạch à, dù chỉ là long mạch nhỏ, nhưng mà uy lực cũng vô cùng cường mạnh mẽ. Chắc không phải là một loại vũ khí kỳ quái gì đâu nhỉ,
chẳng lẽ lại có thể phá vỡ được địa thế cực đại? Nếu thực sự mạnh như vậy, sau này còn sợ cấm chế gì hay sao? Cứ dùng phiến đá này chấn áp là được rồi. Sao không có phản ứng? Xem ra không thể nào sử dụng khí vật này chủ động được. Thôi cứ thu lại trước đã. Trong đại đạo cấm địa này có đủ loại hạn chế. Phía trước nó lại không có một chút phản ứng nào, phỏng chừng rất có thể là mèo mù bắt chuột chết. Chỉ có thể cho là như vậy thôi, dù sao cũng không có biện pháp nào để lập tức tìm một cái thí nghiệm long mạch kia. Không ngờ tới trong đại đạo cấm địa, thậm chí ngay cả tiểu long mạch cũng có. Ta đoán chừng nơi này còn có một đại long mạch nữa. Đừng nằm mơ nữa, ngay cả võ điện cũng chỉ có một long mạch cỡ trung. Đạo châu làm sao có thể có được long mạch cỡ đại được. Đừng quên cửu long thổ châu chi địa. Cần có thể tạo ra long mạch mới có thể ra. Ta nghi ngờ nơi này có 9 cực phẩm long mạch. Nếu có thể tìm ra căn nguyên, chúng ta có thể phát dầu ở đây. Đại hắc, ngươi tìm long mạch làm gì? Anh không dùng được đâu. Các ngươi biết cái gì? Sau khi đột phá vương đạo, con đường tu hành ở huyền vực cơ bản đã kết thúc. Sau đó cần tẩy rửa long khí. Có hoàng đạo long khí trên thân, tu hành sẽ càng thêm khủng bố. Võ điện não tổ Vũ Thương Hải chính là nhờ vào long khí mới đạt được tới tu vi hiện tại. Ôi chao, không tìm thấy long khí thì con đường tu hành thế mà cũng đứt ngang theo sao? Hơn nữa chỉ có long mạch cỡ trung trở lên mới có thể sản sinh ra long khí, là tinh hoa của long mạch. Cho nên các đại thế gia đều sẽ cố gắng tìm kiếm long mạch, võ điện cũng thế, và các đại hoàng triều cũng vậy. Một khi thành hoàng là có thể thu nhập thiên địa long khí, vậy chính là khí vận đấy. Chuyện gì vậy? Không ổn, mau dừng lại. Đây là hư không đại trận. Nơi này quá nguy hiểm, không thể nào tùy tiện tách ra hành động, mau đuổi theo. Hỏng rồi, kia là đường truyền tống không toàn vẹn, khu vực truyền tống không giống nhau. Đại hắc bọn họ không có thiên sai đồ và thánh binh để mở đường, sẽ vô cùng nguy hiểm, phải nhanh chóng tìm được bọn họ. Đại hắc bọn họ, rốt cuộc là bị truyền tống đến nơi nào, sao lại không tìm thấy bọn họ? Nơi này cách trận văn lúc trước không xa. Nếu bọn họ cũng tính trở về vị trí truyền tống trận, chắc là có thể sẽ thấy được ký hiệu ta lưu lại. Có thể tìm tới nơi này. Khí tức quen thuộc này là ta lại đánh bậy đánh bạ lại đi tới khu trung tâm rồi. Mặc dù đã tới một lần, nhưng ai biết sẽ có thay đổi hay không. Dựa theo con đường đã đi trước đó đi một lần nữa xem. Tránh phát động cấm chế mới. Năng lượng khủng bố dưới thần hà một khi bộc phát, chỉ sợ cường giả vương đạo cũng sẽ bị sốc chết. Không biết là Long Châu sinh ra linh trí kia còn ở bên trong hay không. Long Châu vẫn không có toát ra. Phỏng chừng không có gì nguy hiểm, trước tiên cứ thử một chút thôn thiên kinh văn, có thể hay không xảy ra cái gì không. Phía dưới thần hà lại thật sự có cộng hưởng kinh văn hay sao?